Vâng, Hoài Vũ xin được thay mặt cho Jess cũng phỏng vấn nhẹ anh 3 câu được không? Dĩ nhiên được rồi. Và lần đầu tiên cho phép Huy được gửi đến tất cả những vị khách quý ngày hôm nay, đặc biệt là tất cả những Jess Ninja để chào chân thành nhất ạ. Vâng, anh có chú Huy đã sẵn sàng chưa? Ok. Vâng, 3 vòng đầu tiên để xem anh có vượt qua được vòng nào hay không. Câu hỏi đầu tiên dành cho anh Ngô Chí Huy như sau. Vâng, anh Ngô Chí Huy, anh đã bắt đầu quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe bản thân có bài bản từ khi nào? Từ rất là lâu rồi Huy, cũng như là tất cả mọi người, thì Huy nghĩ là trong thời điểm hiện tại nha, thì cái sức đề kháng, sức khỏe là cái quan trọng nhất. Huy chắc chắn mọi người luôn, bởi vì không những là tốt cho mình mà còn rất là tốt cho những người mà mình quan tâm, mình sẽ hướng dẫn họ tập trung để mà mình có động lực chung với nhau. Và đặc biệt là Huy khi mà cách đây không lâu thì cái số cân nặng của Huy thì nó lên tới con số là 71 kg, với chiều cao là 1m75 với 71 kg, là rất là Huy đi rất là chậm chạp, và từ đó phải ý thức được việc là mình phải tìm đến một phương pháp để cải thiện sức khỏe của mình. Và từ đó thì mình vô tình là biết xét và cộng tác cùng với lại một cái lịch làm việc dày đặc, thì Huy chỉ có thể tin tưởng một nơi có thể tập luyện 24/7 mà thôi. Thì được từ đó là Huy bắt đầu quan tâm sức khỏe của mình và cải thiện dần dần, đến bây giờ thì rất là tốt rồi và nhanh nhẹn hơn, khỏe mạnh hơn, đặc biệt là dễ dàng hơn. Vâng, vậy ở đây có rất nhiều người hâm mộ anh Huy và cũng muốn biết rằng với lịch làm việc rất là bận rộn của anh thì làm thế nào để tập luyện chung với anh được ở ngay tại Jet được không ạ? Thật ra thì với lần tập việc của Huy thì không phải là Huy là người bận rộn duy nhất ở đây, mà Huy nghĩ là tất cả những quý khách hàng đều là những người bận rộn hết. Có thể là những cô gái thì họ bận rộn lại lịch làm việc ở cơ quan luôn, và Huy cũng vậy. Thì thường là tuổi làm việc thời gian nó rất là nhiều, nên phần lớn là chỉ dành được khoảng tầm thời gian từ 30 phút đến 1 tiếng để mình có thể tập luyện. Và Jess là một trong những trung tâm đầu tiên tập luyện 24/7. Nên vì đến bất cứ khi nào mình đi làm về từ lúc 10 giờ tối, 11 giờ mình phải dành ra nửa tiếng thôi. Huy nghĩ là chỉ là nửa tiếng là đủ để mà mình rèn sức khỏe của mình. Cũng như những bạn nào muốn giảm cân thì có cái lớp Chessery. Thì đây Chessery là một trong những cái lớp mà Huy rất là thích, 30 phút mình đốt mỡ. Và sau đó là bất kỳ khi nào mình muốn tập được cách của mình tạo lực tập cho mình và thoải mái, dành mình tới liền mình tập 30 phút là xong. Vâng, vậy là cứ rảnh là anh Huy sẽ đến với Chess đúng không ạ? Và chứng tỏ là anh cũng đang muốn giữ kín lịch làm việc của mình đúng không ạ? Chính xác. Vâng, kính thưa quý vị, và câu hỏi thứ ba thì cho anh Huy như sau. Vậy ở đây, với những bạn trẻ vừa bận rộn nhưng lại vừa muốn chăm sóc sức khỏe để có một cơ thể vạn người mê như anh Huy bây giờ, thì anh Huy có lời khuyên nào cho tất cả các bạn trẻ ở đây ạ? Thứ nhất là các bạn phải quyết tâm, bởi vì Huy thấy rất nhiều trường hợp rồi đăng ký rồi làm việc nhiều quá, tới phòng tập 9 giờ đóng cửa, nghỉ nản, tập tầm một tuần lễ thôi là coi như là tiền đi mà cái thân hình mở vẫn ở lại. Vì thế Huy nghĩ là cái đầu tiên các bạn phải xác định trong đầu là mình phải tập luyện, bởi vì sức khỏe của mình là đầu tiên. Cái múi hay là cái cơ hay là nét cơ thể nó không quan trọng bằng sức khỏe. Kể cả khi mà mình 8 múi, 6 múi, 19 múi nữa, sức khỏe mình kém cũng vậy. Nên mình nghĩ là mình phải đặt quyết tâm và mình thực hiện nó một cách đều đặn. Và đặc biệt hơn nữa là cái quỹ thời gian của mình phải dành cho nó thật là hợp lý. Bất kỳ lúc nào mình chỉ rảnh từ 1 tiếng tới 30 phút thôi, mình hãy nhín thời gian đó mình tới phòng tập. Huy đảm bảo các bạn nuôi trong vòng 1 tuần, 2 tuần các bạn sẽ thấy sự cải thiện rõ rệt về sức khỏe. Và đây là cái điều Huy muốn nhắc các bạn, phải có ý chí và đặc biệt phải có cái trách nhiệm với cơ thể của mình. Vâng, thưa quý vị, vậy là những câu hỏi đầu tiên của vòng sơ khảo dành cho anh Ngô Kim Huy vừa kết thúc. Và quý vị, nếu như ở bên dưới quý vị nào có câu hỏi và muốn đặt câu hỏi cho anh Ngô Kim Huy cũng như đại diện của Jess, ngay bây giờ xin mời quay trở lại Mr. Derek Ford. Ladies and gentlemen. Dễ chết lắm, thường là ra ngoài từ 2 phút Bena đi rồi. Nhưng điều đó không nghĩa là hơi chủ quan nếu mình không có những biện pháp phòng ngừa Bena. Nhưng mà theo em nghĩ là đúng như là tất cả mọi người thường nói, cái sức khỏe, cái đề kháng là quan trọng. Và Bena thường đứng công cho những người có sức đề kháng yếu. Nhưng mà thế mình ở nhà mình lo sợ quá, rồi mình nghỉ nhiều, sức khỏe giảm sút, ăn không được, ngủ không ngon, yếu là từ đầu Bena tới. Nên mình thấy hy vọng mọi người, em cũng là vậy thôi, em cũng đến phòng tập và tập với mọi người bình thường. Nhưng mà quan trọng hơn là em thấy ở phòng tập có rất là nhiều những bạn hay là đeo khẩu trang, đeo khẩu trang rất là kính. Nhưng mà cái quan trọng là Bena không phải lây qua khẩu trang đó, Bena sẽ lây qua những cái thiết bị tập.
cầm nắm hay là bắt tay ôm rồi nó sẽ là cái đường truyền rất là tốt cho nào. Vì đấy là nghĩ là với Fest thì có cái thiết bị mình khử trùng, và như là anh đã chia sẻ thì mọi thiết bị đều được dùng một lần và bỏ luôn, và khử trùng lau thường xuyên như thế là cái hạn chế cái na rất là tốt. Và em vẫn rất là tập thường xuyên, và mọi người khi mà tập thì sẽ vẫn thấy em tập ở đó. Quan trọng là mình đề kháng tốt, mình sẽ rất là tự tin kể cả cái na tới, nhưng mà cũng hơi ngại tí xíu nếu mà ôm mấy bạn mà có dấu hiệu ho ho rác xì, nhưng mà có một cái biện pháp phòng ngừa. Nên hy vọng mọi người sẽ tới phòng tập và tập để tăng sức đề kháng của mình, vì là cái na chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Vâng, không biết là còn vị khách mời nào hoặc là các anh chị nào ở đơn vị truyền thông báo chí chúng ta muốn đặt câu hỏi lên cho hai vị.